Được rồi ạ. Xin chào tất cả anh em nhé, mình lại là Phong Bụt đây. Hiện tại là mình đã xa Tân Hội rồi, mình đang hiện tại là người đường rất là đông xe. Ok chưa? Hiện tại là anh em xin chào anh em, đây là Phổ Yên nhé, đây là Phổ Yên, đây là nhà bà mình. Đây là, không biết các bạn nghe tiếng của mình không, thì trên này ngoài đường rất là nhiều xe, quay lại nữa đi em. Rất là nhiều xe cộng luôn. Thì vấn đề hôm nay thì trên chủ đề thì hôm nay chúng ta sẽ làm về vlog đời sống. Thì mình gọi là mình đang chạy dịch, gọi là chạy dịch virus corona là anh em thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Trang này là khẩu trang hai lớp với giá thị trường là 2.000, nhưng mà anh em mua lại của tôi thì eBay tôi bán anh em 10.000 giá rẻ nhá. Cái này mồm tôi đeo chuẩn luôn, ok chưa? Hiện tại thì hôm nay thì mình mới từ trên xe bít xuống, thì anh em thì sức khỏe cũng đã mệt rồi, ngồi tầm khoảng 30 tiếng đồng hồ mà dậy từ 5 giờ sáng rất là mệt luôn. Ăn thì ăn được một hộp xôi. Nên hiện tại là thôi, hôm nay thì mình sẽ làm vlog và ăn ngủ nghỉ ở trên này, mình sẽ cắt cho các bạn mình như thế nào. Từ đâu ngày mai thì mình sẽ dắt các bạn ra chỗ phía dưới kia, đó là chỗ để tập thể dục của anh em mình. Ok, giờ thì thôi vào nhà thôi. Đây là xe là xe của bác hay đi chậm. Ok, rồi thì các bạn hiện tại là không phải là to, mình đi dép rất là lạnh. Ok, không đi dép đâu, nhưng mà hiện tại là đây là giày của anh em đó. Nhưng mà do là mình vừa mới đến ấy, thì mình cởi giày ra, mình đi ra ngoài mình quay luôn nên mình không kịp đi giày lại. Ok, nên các bạn thông cảm về vấn đề về dép của mình, mấy các bạn bay bắt gì không, anh em thông cảm về vấn đề này. Em ạ, theo sang một bọc mình đi xem. Ok, đây là trên tầng. Chúng anh ba mình ở mình rất là sạch sẽ. Nên anh em vào đây mà rất là xuống. Thì hiện tại đây sẽ là phòng ngủ nghỉ của anh em chúng tôi trong 3 ngày tới. Thì hiện tại thì bọn mình chỉ chơi ở đây 3 ngày. Nên 3 ngày đến thứ 7 là bọn tôi sẽ về. Đây nhá, đây chắc là cái để chống hàng này. Thì cái này không sao đâu, vẫn xuất ra bình thường mà. Tối chúng tôi sẽ giải đèn ra lên đây. Đây này nhá, tối là chúng mình sẽ giải ra luôn, không gì hết. Ok, còn đây là nhà tắm, đây là không quay được nhá. Anh em nhìn sàn đất các kiểu rất sạch luôn, rất sạch sẽ. Ok anh em, hiện tại anh em tôi gọi đây, anh em ra đây chào anh em cái, ra chào anh em cái. Ok nhá, đây là phòng tắm anh em. Ok, thì thôi nhá, mình quen đây thôi. Tí nữa cơm kiếp là mình sẽ quay anh em xem. Ok, bye bye. Cơm thì đây sẽ là cơm đầu tiên. Ok, các bạn đã đi thêm bước đầu tiên thì như nào? Nó như ở tất cả mình thôi. Cũng thịt gà, giò, chả, rau các kiểu rất là ngon luôn. Ok, giờ thì mình sẽ ăn nhá. Tí nữa thì tí sau. Ok, thì mình ở trên này ấy. Chúng ta đây học cách là có làm thì mới có ăn, không làm thì không bao giờ có tiền đâu. Ok, rồi thì mình sẽ rửa bát. Đấy, rửa bát xong thì úp bát vào gàn, xong rồi lên phòng. Ở trên này thì rất là vui sướng luôn, bà vui tính. Đấy, em rất thích bên này chơi. Ok, anh em bỏ ra khoảng 30s xem đây có bát. Thank you.
Các bạn nữ nhá, lên cưới những anh nào biết rửa bát như tôi này. Đấy à. Cưới như anh nào biết rửa bát là một này, nấu cơm là hai, quét nhà các kiểu không? Đấy là lý tưởng đấy. Xong rồi một thằng lo bàn nhá. Được, hiểu không? Ok anh em ơi, thì nãy là đã sửa bát xong các kiểu rồi thì giờ thì ở trên này thì bà mình ngủ rất là sớm ok. Thì con giờ mình sẽ ngủ thôi. Ok, mình ngủ rồi, xin chào tất cả anh em. Hẹn anh em chiều, ok. Quay đầu thì đừng quay. Em mong người ra ăn cơm. Ăn cơm. Mẹ à, nó đang ngủ. Ra ăn cơm đi. Không phải à? Mấy giờ? 6 giờ rồi. Ok, anh em thì giờ đã đến tầm chiều. Thì giờ mình sẽ đi vào rửa mặt chính cái tắm rửa. Không xuống cơm ok, cơm. Ok anh em, đây là phòng tắm nhé. Thì giờ mình sẽ tắm rửa xong rồi mình sẽ vào ăn cơm. Ok, bye. Hiện tại đã là tối ở Phổ Yên, Thái Nguyên, Hà Nội. Thì giờ mình sẽ đi dạo vòng quanh đây để cho tiêu cơm ok. Rất là đẹp luôn. Em lia máy nhẹ nhàng cho anh em xem một qua khung cảnh này. Giờ thì mình với cả vì trời đang tối nên mình sẽ chỉ đi dạo. Như anh em thấy trên này được cái khung cảnh đó là anh em nhìn xem rất là sạch sẽ luôn. Camera quay một phần mọi người rác dụng nhá, người ta đặt rất là chuẩn, đặt rất là chuẩn luôn, đẹp xanh ok. Nhưng mà trên này được cái sạch rất là sạch sẽ hơn ở mình ok. Ở mình thì không phải là bẩn lắm đâu nhá, ở mình là chỉ là hơi bẩn một tí thôi. Còn ở trên này thì được cái sạch sẽ, gọn gàng. Nhưng mà rất là miễn chê thôi, ở trên này chơi rất là vui, sửa miễn chê. Lên trên bà mình cả không có điện thoại, có điện thoại hay không quan trọng. Lên trên chơi ấy, nói chung là được cái là nhàn. Vừa nhàn, không phải làm gì hết, chỉ bạn ba chỉ cần lên làm cơm, nấu cơm. Nếu mà nhà bạn có ai, có bác hay là cô chú gì đấy thì các bạn có thể lên đây chơi 1, 2, 3 ngày, nhưng mà các bạn mà ở đây chắc tính ở đây thì mình biết là nếu mà các bạn là con cháu hay là gì đấy thì người ta mà có bệnh viện việc gì ấy thì người ta sẽ để các bạn ở nhà mình ngay, dẫn bạn là không đi chơi đâu vì sợ bạn bị lạc hay là gì đấy. Nên nói chung là mấy cái này cũng là quan trọng, mình ở nhà mình nấu cơm nấu canh các kiểu cho bà về. Bà như tôi chẳng hạn, tôi lên nhà bà tôi nhá, thì tầm sáng mai đi bà tôi sẽ ra chợ bán tương bán tủng, thì tôi với cả hai đứa em tôi sẽ ở nhà để nấu cơm
nấu cơm cho bà. 3 giờ bà về thì bà có thể ăn cơm luôn. Ok. Rồi, rất vui. Sang đường em không? Anh em có thấy biển gì kia không? Ok. Đây nha anh em, mình sẽ không nói phép, không nói điều. Là các bạn đấy mà các bạn xem video của mình, các bạn bảo mình không phải đi chơi ở nhà hay gì á, mình sẽ chứng minh cho các bạn là mình đi hay không đi. Ok. Nhìn lên chào mừng. Em nhìn rõ, nhìn lên chào mừng kỷ niệm. Tay có rõ không em? 95 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi nói chung với chữ này thì đơn giản thôi. 0302 1930 0302 2020. Đó chính là thị xã Phổ Yên. Hẹn gặp lại quý khách. Ok. Vậy nhá, mình sẽ không nói phép. Ok. Em đừng quay tình hình thứ mình nghe này. Thì cắt. Rồi. Rồi. Ok thì giờ mình sẽ bắt đầu quay về nhà thôi. Về nhà chỉ mình ngủ các kiểu đi thôi em, vâng hài. Và giờ mình sẽ cắt đây nhá, mình cắt thôi em. Ok anh em nhá, giờ là đến giờ ngủ của anh em mình nhá. Thì thôi mình sẽ tắt điện mình đi ngủ, bye bye. Giờ mình đến mai mình sẽ edit video các kiểu cho các bạn. Ok, xin chào, bye bye. Tắt đi em, tắt đi. Okay.